Tuấn Anh và Nhã Minh chào mừng quý thính giả đến với chương trình Vui Sống Khỏe do kênh VOV FM 89MHz phối hợp cùng công ty Xoan Vàng thực hiện. Quý thính giả thân mến, nhiều người cho rằng nam uống trung bình 2 ly bia, nữ 1 ly bia một ngày là an toàn. Song hành càng có nhiều bằng chứng cho thấy uống ở mức nào cũng có thể gây hại. Vâng, sử dụng đồ uống có cồn là một trong bốn yếu tố nguy cơ chủ yếu của các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính, đái tháo đường, đó cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Nam giới, tuổi từ 15 đến 49 tại Việt Nam. Tỷ lệ tử vong do ung thư gan liên quan đến đồ uống có cồn ở Nam giới, từ 50 tuổi đến 69 tuổi là gần 10%, cao gấp 3 lần trung bình toàn cầu. Vâng, ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với tiểu phẩm Cũng Tại Rượu. Với phần thể hiện của các nghệ sĩ Sơn Hải trong vai Năm Sị, Bảo Trí trong vai Hai Chai, Phi Nga trong vai Vợ Năm Sị, các bạn hãy cùng lắng nghe nhé sao? Dạ sao vô Nay là mình tẹt ra nữa nha. Yeah, bữa đây không sai không về Không cần về luôn, Không cần về. Ông bà mình thường nói là Nói gì? mấy đời coi sương mấy đời mới nhậu sướng sướng mà về trời <laughs> ơi bữa nay nhậu xuất khẩu thành cái thơ sao? ghê ta nhậu là để chi gì tâm hồn mình nó nhẹ nhàng rồi cái là bay lên bay lên cho lòng mình nhẹ nhàng rồi bay lên cho tâm hồn rộng răng rồi quay luôn quay luôn ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ tôi <laughs> công nhận nha à, à, công nhận à, anh có nhiều tài lẻ ghê nghe à. hát không có vô chữ nào hết, mà nghe cũng hay, <cười> <cười> dạ. hay ghê bởi vậy vì đó. quan trọng là mình có tài lẻ nó có duyên ừ. cho nên tôi mới ẩm được nhỏ đẹp nhất sớm về làm vợ vậy à <laughs> mà anh thấy đẹp vậy nha chứ ừ. mà nghe lời tôi lắm phải mỗi không? lần giận tôi tôi lấy tài lẻ tôi xài một cái là im gu liền trời ơi phải không á tôi nói là phải nghe mà tôi đe là phải sợ phải không á không, nói à. không mà nhắc vợ không tôi không quá anh không 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 bực không không tôi không không tôi không không à, Anh biết ra không không Vợ tối không ở không ông không làm gì không Cứ... không ẻo không à? không ẻo sao? Mà không ẻo ai? thí ừ. dụ không ẻo người khác không không trù ẻo tôi với anh. á. Trù ẻo Chùa ẻo hai mình sao? Vì chù ẻo nói là tụi anh mà tối ngày cứ mà uống rượu thay cơm kiểu này Trước sau gì cũng bị ngộ đồng rượu chết á Ở tàu lao Mía lao Suốt ngày mà ở trong bếp không? Ừ. Tâm nhìn nó hạn hẹp Đúng rồi Mấy đâu có biết rằng sắc đẹp rồi sẽ phai với thời gian ừ. Ờ. ha à, ừ. hoa đẹp rồi cũng sẽ là mới chỉ có rượu với bạn hiền mới ở lại mãi mãi với thế gian hay quá có <laughs> uống nữa có rượu làm một miếng nữa Đó. vô chúc tình bạn vĩnh thấy không tôi biết mà tôi biết là ông không có nhà là ông qua bên này liền trời ơi, trời ơi ông sao vậy hả mới ừ. sáng sớm tôi mở mắt ra tôi không thấy mặt ông là tôi biết ông ở bên này là suốt ngày cứ ăn nhậu ăn nhậu là làm sao à mình mở qua tới <cười> ừ. <cười> anh ăn nhậu là gì ai gì ừ. ai gì mình trời ừ. ơi ừ. anh hai coi ông nói hay không ừ. ăn nhậu mắc gì vì tôi đây nè anh cắt nghĩa tại <laughs> làm sao mà gì mình nha anh mình suốt ngày đó làm ăn ở trong xó bếp anh phải ăn nhậu đến thu thập thông tin về nói cho mình nghe, xin giới thiệu cho mình. Anh Hai. Ừ. Là cái loa phóng thanh của xã. Ê, ê ê ê. Anh nói vậy ấy. anh nói tôi nhiều chuyện à? Không tôi phải. bà tá mà anh. Không phải, Ý nói anh là rất thương xóm giềng, luôn luôn thu thập để cho bà con biết thông tin. Nói chung là tôi chịu có đọc báo. Vậy à vậy đi. Chứ đâu phải là ăn nhậu gì đâu mà em lên À, vậy vậy nãy nói sao chứng tỏ bản lĩnh đàn ông gì đó chứng minh đi chứng minh đi gì hả bản lĩnh đàn ông nãy nói đó chứng minh ông đi ông nói gì hai chứng minh cái gì ông chứng minh cái gì Ông, ông có cái gì? Ông nói cái gì nói là chứng minh cái tình yêu thương ừ. Ừ, yêu thương cái gì dạ. hả ừ. ủa trời, nãy nãy nói ngon lành lắm giờ liếu lưỡi rồi trời <laughs> Bởi anh vậy, đừng có lo nói... chuyện này chiêu này ổng xài với em hoài chứ gì dạ hả hoài luôn à rồi á à, cái để cho em tỏ vậy em chăm sóc em lo lắng cho ông ra đường nói ông nói là bà phải nghe ông răng là bà phải làm Đó, ừ, cứ vậy á ừ, à. ừ. xin lỗi nha tôi tôi không có quan tâm đâu đi về ê trời ơi ông 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 làm gì mà cái mặt ông nó nó nó, nó thâm đen mà cái môi nó tím xì vậy trời để ơi có chừng bị ngộ độc rượu rồi ông sao ông này nè ông bị ngộ độc rượu rồi cái mặt của anh mặt tôi Cũng sao đẹp mà không đen đen xì sí luôn á không đen à? hả vậy hả trời ơi anh hai mình ơi anh hai trời đất ơi bố người ta c cứu người bị bị bị, bị môi thâm đen mặt thâm xì nè ơi. Này, trời ơi chết rồi trời ơi cứu người cứu người ông ơi chuyên mục tiêu điểm sức khỏe bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe một tiểu phẩm hài nói về tác hại của việc uống rượu quá chán. Chắc hẳn chúng ta ai cũng đều biết rằng uống quá nhiều rượu bia sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe phải không nào? Vâng thưa quý vị, ngoài những tác hại dễ nhận thấy sau khi uống như nhức đầu, nôn, mệt mỏi, lú lẫn, chất cồn trong rượu bia còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, để lại nhiều di chứng nguy hại tới sức khỏe và thậm chí là tính mạng nữa. Và bàn thêm về chủ đề này, phóng viên của Tiêu điểm sức khỏe cũng đã phỏng vấn một số người dân. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. À, xin chào chương trình, tôi là tên là Trí, đến từ uh, quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tôi đến với chương trình là uh, tôi có một số cái ý kiến là người dân mà khi ra đường tham gia lưu thông thì không nên uh, uống rượu bia gì, bởi vì đây nó gây tác hại với ảnh hưởng đến thần kinh của con người và nó không có những cái mà tốt cho xã hội và chúng ta nên xây dựng một cái đời sống văn minh và người dân tri thức thì không nên nên nó không có rượu bia khi ra đường. À, chào chương trình, tôi là phụng ở quận 11, thì à, tôi thấy tác dụng của rượu bia thì à, nó hơi có hại cho bản thân thứ nhất là về à, giao thông á, là gây nguy hiểm, thứ hai là khi mà uống nhiều á, thì sẽ gây ảnh hưởng đến à, sức khỏe của mình à, về đầu óc không tỉnh táo này nọ ảnh hưởng đến công việc. Ngân mức độ tiêu thụ đồ uống có cồn tại Việt Nam đang gia tăng một cách đáng báo động. Việt Nam đứng đầu trong khu vực ASEAN, đứng thứ ba châu Á về mức tiêu thụ rượu bia. Bên cạnh đó, đồ uống có cồn cũng ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và có con, cho nên nếu nam giới uống rượu bia trước khi sinh hoạt vợ chồng, chẳng những làm tăng khả năng xảy thai ở người vợ mà còn có thể làm ảnh hưởng đến việc phát triển của đứa con sinh ra. Nếu người mẹ uống rượu trong thời gian mang thai, dễ sinh ra các đứa trẻ có khuyết tật về trí tệ. Ngoài ra, còn có những nguy cơ mắc các bệnh như viêm gan. Viêm gan do rượu là tình trạng viêm và hoại tử tế bào gan kéo dài trong khoảng thời gian 1 đến 2 tuần với các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, ói, đau bụng, sốt, vàng da, thỉnh thoảng có rối loạn tâm thần, bệnh có thể diễn tiến đến sơ gan do uống rượu qua nhiều năm. Sơ gan là tình trạng tế bào gan bị tổn thương thường xuyên mà biểu hiện ban đầu bằng tình trạng gan nhiễm mỡ. Nếu ngừng uống rượu ở giai đoạn này, người bệnh có thể tự khỏi. Trong một số trường hợp sau khi uống rượu bia vào có cảm giác nhức đầu và dùng thuốc giảm đau, đây là điều hết sức nguy hiểm vì rượu có thể gây ra tổn thương gan dù uống ít nếu dùng chung với thuốc có chứa acetaminophen. Thưa quý vị, tiếp đến là hiện tượng sản rung bệnh sản rung chỉ xảy ra ở người nghiện rượu mà nguyên nhân là do nhiễm độc hệ thần kinh và rối loạn chuyển hóa do rượu. Bệnh xuất hiện sau khi ngừng uống rượu từ khoảng 12 đến 48 giờ với hai nhóm triệu chứng nổi bật như sau. Rối loạn ý thức kiểu mê sản làm cho người bệnh mất năng lực định hướng không gian và thời gian, nhận dạng người thân kém, mất ngủ hoàn toàn hay ngủ chập chờn vật vả với nhiều ác mộng, luôn trong tình trạng lo âu, sợ hãi, căng thẳng, nhìn nhưng không thấy, có ảo giác, ảo thanh nên hay có phản ứng tự vệ nguy hiểm cho người xung quanh. Thứ hai là các rối loạn về thần kinh như toàn thân rung lập cập, nói chuyện lắp bắp không rõ ràng, đi loạn choạng nên rất dễ vấp ngã, gây gãy xương, vỡ tạng. Trường hợp nặng hơn có thể còn có cả cơn co giật như động kinh. Thưa quý vị, và khi uống nhiều bia rượu vào cơ thể, lượng cồn dư thừa chúng tích tụ lại và sau nhiều lần như thế sẽ gây ra những rối loạn trong quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, từ đó dẫn đến bệnh gút sự tích tụ chất cồn trong các ổ khớp sẽ dẫn đến bệnh gút chúng phá hủy mạng tính các ổ khớp gây nên các cơn viêm khớp cấp với các biểu hiện như sưng nóng đỏ và đau nhức mỗi lần uống liên tục nửa lít rượu mạnh sẽ làm gia tăng lượng axit uric trong máu Bệnh tim mạch, tim cũng có cấu tạo là một loại cơ mà các loại đồ uống có nồng độ cao làm suy yếu các cơ nên đương nhiên sẽ suy yếu cơ tim. Khi cơ tim bị suy yếu thì nó sẽ không thể bơm máu một cách hiệu quả như bình thường và khi đó xảy ra hiện tượng ứ trệ tuần hoàn ở phổi. Khi nồng độ còn càng cao, sự tác động lên tim càng lớn, chúng làm hẹp các mạch máu và tăng áp lực trong máu, buộc tim phải hoạt động mạnh hơn. Ngoài ra, chúng còn gây ra chứng rối loạn nhịp tim. Về bệnh phổi thì khoảng 5% lượng cồn trong máu sẽ nhanh chóng khuếch tán vào trong các phế nang. Tại đây, dung dịch cồn sẽ được làm ấm và chuyển chúng thành dạng hơi mà khi chúng ta thở ra, các phân tử hơi này sẽ là tiêu chí để đo lượng cồn trong hơi thở. Nếu uống rượu trong một thời gian dài, chất cồn sẽ làm mất đi chất chống oxy hóa quan trọng trong phổi. Từ đó, phổi bị tổn thương vĩnh viễn. Vì thế, người nghiện rượu rất dễ mắc các bệnh nguy hiểm như viêm phổi cũng như các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp khác. Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng sau khi được đưa vào cơ thể, dạ dày là trạm dừng chân đầu tiên của cồn. Chỉ trong vòng 5 phút, 20% lượng bia, rượu uống vào sẽ lập tức khuếch tán vào máu. Phần bia, rượu còn tồn dư tại dạ dày sẽ làm suy yếu các biểu mô bảo vệ dạ dày, do đó làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm với các triệu chứng như ở nóng, viêm loét và chảy máu. Chương mục Bàn tròn sức khỏe Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua thì chuyên mục bàn tròn chủ nhật đã nhận được thắc mắc của một vị thính giả tên là Công Nhung, 62 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Gọi đến từ số máy 0968 612 633 như sau. Tôi mong được bác sĩ tư vấn dấu hiệu bệnh trĩ và cách điều trị. Xin cảm ơn chương trình. Và phóng viên Hoàng Việt của chương trình cũng đã có buổi trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về chủ đề bệnh trĩ. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. dạ à, thưa bác sĩ, đầu tiên thì xin cho bác sĩ cho biết là có mấy loại bệnh trĩ và những nguyên nhân gây bệnh như thế nào ạ? À, chúng ta có thể biết hiểu nghe ngay đó là có 3 loại trĩ trĩ nội trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp à chỉ nội với trĩ ngoại thực chất á nó cũng là một xuất phát từ cái tĩnh mạch trĩ của từ trực tràng đi ra à, tuy nhiên nó có sự khác biệt ở chỗ là à, cái phần của các tỉnh mạch trĩ này người ta căn cứ về vấn đề của cái chuyên môn nó nằm ở thí dụ như cái trĩ nội đó thì nó nằm ở cái tỉnh mạch trĩ mà ở phía trên của đường lược thì cái chuyện đường lược hay là trĩ tĩnh mạch gì đó thì cái chuyện đó của nhà chuyên môn người ta biết thôi tuy nhiên nó cũng vẫn dù là trĩ nội hay trĩ ngoại gì nó cũng vẫn lồi ra ngoài chỉ có một cái sự khác biệt đó là cái trĩ nội đó thì nó không có trên cái búi trĩ nó không có cái thần kinh cảm giác và do vậy nó ít đau à, còn cái trĩ ngoại thì à, nó nằm xuất hiện từ cái phần của cái tĩnh mạch búi trĩ mà đường dưới đường lượt nó lại có cái thần kinh cảm giác đi theo chính vì vậy nó rất là đau và nó có kèm cái mẫu da thừa thì như vậy trĩ nội đó thì thông thường người ta phân ra làm bốn giai đoạn à, độ một thì mới hình thành nó chảy máu là chính À, giai độ 2 đó thì búi chỉ nó xa ra ngoài khi đi cầu nhưng mà sau khi đi xong là nó tự rút lên được. À, độ 3 đó cái búi chỉ nó xa ra ngoài khi chúng ta đi cầu chúng ta rặn nhưng mà nó không tự rút được, phải đưa tay đẩy nó lên thì nó mới được. Và độ 4 đó là búi chỉ nó xa ra ngoài thường trực, có thể thắt nghẹt và có thể gây hoại tử thì ở giai đoạn này nó sẽ gây ra đau đó là cái trĩ nội như vậy trĩ nội nó gây ra đau khi nó ở giai đoạn 4 bắt đầu có hoại tử à, còn trĩ ngoại thì như chúng tôi nói lúc nãy đó thì nó cũng xuất phát từ cái đám rối của cái tỉnh mạch trĩ nhưng mà nó nằm dưới đường lượt và có lớp da che phủ và có cái thần kinh cảm giác cho nên nó đau trong suốt cái giai đoạn nó khi chúng ta đi cầu và khi mà chúng ta ngồi nó cấn nó đau và nhất là khi ở cái giai đoạn nặng rồi đó thì nó đau thường xuyên và nó gây khổ sở à, đưa đến một cái câu dân gian thường hay nói là à, khổ đau khổ vì bệnh trĩ nó là giai đoạn này đây à, và cái loại thứ ba là trĩ hỗn hợp là nó bao gồm cả cái trĩ nội lẫn trĩ ngoại à, kết hợp lại với nhau thì thường thường đây là biểu hiện của giai đoạn muộn của búi trĩ và thường cái trĩ nội với trĩ ngoại nó phối hợp với nhau nó tạo thành cái trĩ vật À, nguyên nhân gây ra bệnh trĩ thì chúng ta cũng biết đó là táo bón thường xuyên hay do cái bệnh kiết lỵ hay do cái nghề nghiệp của chúng ta chúng ta phải ngồi hoặc hoặc chúng ta đứng thường xuyên trong một cái giai đoạn dài hay chúng ta bị mắc cái thừa cân cái béo phì hay chúng ta mang vác nặng À, mang trong cái giai đoạn mang thai sinh con cái áp lực nó đổ dồn lên thì nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng trĩ và trong cái bệnh sơ gan sơ gan cổ chướng nó làm các cái tĩnh mạch yếu đi và nó cũng có thể xuất hiện trĩ ở trong giai đoạn này vậy tá bón có phải là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh trĩ không thưa bác sĩ Dạ vâng, à, nó là một trong những nguyên nhân như tôi vừa mô tả, một trong những nguyên nhân nhưng mà đó là nguyên nhân quan trọng nhất bởi vì À, táo bón nó làm tăng áp lực tĩnh mạch phần dưới cái trực tràng thì chúng ta hiểu táo bón là làm cho phân nó cứng, nó khô và khi cứng khô như vậy muốn nó ra ngoài người ta phải rặn rất nhiều. Và cái khi cái lưu thông trong đường ruột mà nó khó khăn như thế, áp lực của chúng ta rặn để đẩy cái phân ra ngoài như thế thì lâu dần táo bón kéo dài nó sẽ đưa đến tình trạng phình cái tĩnh mạch do cái à, cái cái sức rặn của chúng ta để đẩy cái phân ra và cái việc rặn này cái áp lực nó đổ lên như vậy đó thì cái phân nó đã khô nó đã táo thì sự cọ sát giữa phân với lại cái phần của cái tĩnh mạch trĩ nó phình ra này nè mỗi lần đi cầu nó có thể làm xước, làm trầy và nó kèm theo chảy máu à, khi bị táo bón thì cái người bị táo bón này thường hay có khuynh hướng nhịn đi cầu bởi vì đi cầu rất đau, nhịn để giai đoạn nào thích hợp với mình thì có thể ngồi lâu ở trong cầu hơn và chính cái đó trở thành cái nguyên nhân nó nặng nề hơn, nó quan trọng hơn, nó làm cho cái chuyện trĩ nó phát triển dữ dội hơn và đau đớn nhiều hơn khi đi cầu hay là khi ngồi lâu. Đó là những cái 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 cái, cái chính yếu có thể cái áp lực nó đổ lên. Ngoài ra nữa thì tôi cũng có nói những cái nguyên nhân khác như là ít vận động, như là à, bị à, cái cái cái, cái à, lao động của chúng ta, chúng ta mang vác nặng quá, rồi uống nước ít nước nó ra đường mồ hôi à, mà chúng ta lại cung cấp ít tất cả những cái đó đều có thể gây ra táo bón và có thể làm cho cái tình trạng trĩ nó nặng hơn. Vậy thưa bác sĩ, những triệu chứng của bệnh trĩ là như thế nào ạ? À, cái triệu chứng bệnh trĩ đó là đau khi đi cầu, đau khi ngồi, đau khi rặn và cái quan trọng kế tiếp triệu chứng đau đó là chảy máu. À, như tôi nói lúc nãy Cái sự co sát của khối phân vào trong búi trĩ Và cái trĩ khi mà nó phình ra ngoài Có thể nó là một cái hình thức nó làm cho dễ dàng vỡ và làm cho xuất huyết, thì cái chảy máu này có thể là ít thôi, à, nó có thể dính vào trong cái giấy mà chúng ta chùi khi sau khi đi cầu xong hoặc có thể nó nhỏ giọt sau khi mà chúng ta à, đi cái 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 phân nó ra ngoài kèm theo phân à, hoặc là nó chảy thành tia luôn, thì mức độ chảy máu nó cũng rất là nhiều à, và trĩ sa cái triệu chứng thứ nhất là đau, triệu chứng kế tiếp là chảy máu, triệu chứng kế nữa là sa trĩ, sa à, tự nhiên khi à, không đi cầu nó cũng xa ra ngoài hoặc là à, khi đi cầu xong chúng ta thấy vướng víu đó là lúc mà các hai trĩ nội ở một cái độ nào đó nó không có rút lên được à, hoặc là phải lay dùng cái tay À, đẩy vào thì nó mới chui vào bên trong, đó là cái tình trạng trĩ nó đã bị xa xuống rồi. Ngoài ra có thể có các triệu chứng khác tùy theo cái mức độ có bội nhiễm hay không. À, nếu có bội nhiễm có thể nó gây ngứa ngáy và thường xuyên ẩm ướt ở hậu môn và thường xuyên cái cảm giác mót rặn, muốn, muốn đi cầu để đẩy cái 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 vướng víu đó đi ra ngoài. Hầu như ai cũng có thể bị bệnh trĩ phải không ạ? À? Và chỉ có nguy hiểm không thưa bác sĩ? À vâng ai cũng có thể mắc và chúng ta biết rằng ai cũng có thể bị mắc cái bệnh trĩ này thì chúng ta biết những cái nguyên nhân như lúc nãy tôi mô tả chúng ta phải dự phòng cho mình tức là làm sao để cho chúng ta không bị táo bón cái đó là quan trọng nhất tức là làm sao để cho chúng ta không bị táo bón cái đó là quan trọng nhất à, bởi vì bệnh trĩ là cái bệnh thường gặp nhất của cái vùng hậu môn trực tràng và nó lưu hành trong khoảng từ 25 đến 40% dân số gặp cả nam lẫn nữ à, nó cái cái xuất độ bệnh trĩ này nó gia tăng theo tuổi và nó có thể gặp ở mọi lứa trẻ em cũng có thể à, bị mắc cái bệnh trĩ này và cái việc điều trị đó thì đó là một cái vấn đề rất là thuộc về tâm lý rất là tế nhị nếu mà ở giai đoạn rất là dễ dàng như giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì gần như ở của trí nội đó gần như người ta sẽ không quan tâm à, bởi vì nó chỉ rắc rối khi mà đi à, sau khi đi xong rồi tự động nó bình thường à, ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì bắt đầu người ta sợ là bởi vì nó có cái xa ra ngoài phải đẩy lên sau khi đi cầu xong hoặc là trí ngoại thì bắt đầu nó đau rất là nhiều à, và độ 4 thì chắc chắn là người ta sợ và người ta phải đi điều trị nhưng mà chúng ta hiểu rằng khi càng cái độ càng cao thì cái cái việc điều trị nó càng khó à, đôi khi không chỉ có nội khoa bảo tồn mà chúng ta phải sử dụng tới phẫu thuật tới thủ thuật để điều trị và thủ thuật phẫu thuật thì không phải ai cũng suôn sẻ có trường hợp thì nó tốt nó lành hoàn toàn và không có để lại gì hết nhưng có những cái trường hợp là nó để lại các di chứng nó ảnh hưởng đến cái việc đi cầu và những cái di chứng này có khi sửa được có khi không sửa được à, cho nên để lại những cái hậu quả rất là quan trọng à, như vậy chúng ta hiểu rằng bệnh chỉ có thể điều trị được nếu chúng ta phát hiện sớm và chúng ta đến thầy thuốc chuyên khoa sớm còn nếu chúng ta để muộn có thể điều trị được hoặc có thể có để lại những cái di chứng nào đó trong quá trình điều trị vậy bệnh trị có thể tự điều trị được ở nhà được không thưa bác sĩ À, chỉ có thể chúng ta điều trị tại nhà với điều kiện trĩ nội còn ở giai đoạn 1, giai đoạn 2. Còn bắt đầu giai đoạn 3 của trĩ nội và trĩ ngoại ngay cả giai đoạn 2 hay trĩ hỗn hợp thì bắt buộc chúng ta phải đến thầy thuốc. Hiện có những phương pháp nào để điều trị cho trĩ nội, trĩ ngoại, thưa bác sĩ? À những cái phương pháp để điều trị trĩ đó thì trĩ nội đó thì có thể tùy giai đoạn à, độ 1 với độ 2 đó thì chỉ có thể điều trị có thể dùng cái nội khoa bảo tồn thôi. À, cái nội dung điều trị là khuyến cáo cho người bệnh nhân ăn nhiều rau, chất xơ, uống nhiều nước, vận động thường xuyên và tập đi tiểu đúng, tập đi cầu đúng. Giờ của mỗi ngày à, Và dùng thuốc điều trị táo bón Điều trị kiết lị nếu có nguyên nhân đó Gây ra kèm theo à, Và thông thường người ta có thể sử dụng Cái daflon à, Đó là thầy thuốc Người ta phải kê đơn Và thuốc tại chỗ phải do thầy thuốc kê đơn Thì đối với cái trĩ nội Điều trị nội khoa bảo tồn Có thể chỉ định được độ 1 và độ 2 Còn cái đối với cái trường hợp Của trĩ ngoại trĩ nội của độ 3, độ 4 thì thường người ta dùng cái thủ thuật là thắt cái búi trĩ. Và cái thắt này có thể nó tái phát 30 đến 50% nó tái phát sau 5 năm. cho nên khi mà chúng ta sau nó 5 năm trong suốt thời gian đó chúng ta để có táo bón xảy ra chúng ta không tập luyện chúng ta uống nước thiếu vân vân tất cả những cái đó nó đều có thể tái phát và cái khi mà cái thủ thuật thắt búi trĩ đó vẫn có một số cái biến chứng có thể xảy ra đó là bí tiểu có thể là nhiễm trùng có thể chảy máu cho nên à, chúng ta cũng phải chú ý khi có cái đó thì chúng ta sẽ phải đến ngay cái thầy thuốc để người ta có cái chỉ định điều trị dứt điểm chứ không thôi là nó sẽ có những cái hậu quả về sau à, một cái điều trị khác đó là điều trị phẫu thuật ngoài cái thủ thuật có thể à, điều trị phẫu thuật đó là cắt búi trĩ từng búi hay là cắt trĩ ở đưa vào trong cái phòng mổ đàng hoàng chứ không phải chỉ là thủ thuật thắt búi trĩ hay không thôi thì cái đó là phải cho thầy thuốc chuyên khoa chỉ định và thường là ở các cái giai đoạn của trĩ nội độ 5, độ 4, độ 5 hoặc là trĩ ngoại hoặc là trĩ hỗn hợp thì người ta có cái chỉ định này Vậy đưa bác sĩ thì khi nào mình cần phẫu thuật hả? À vâng, Đối với trí ngoại đó thì trí nội thì độ 4 độ 5 khi có bội nhiễm nhiễm trùng thì người ta có chỉ định à, còn trí ngoại đó thì khi có cái lở loét kèm theo tức là ngứa ngáy rồi ẩm ướt liên tục rồi có cái nhiễm trùng có thể có gây sốt nhẹ rồi à, À, à có thể có những cái nó phình tĩnh mạch thường xuyên nó gây khó khăn khi đi khi đi cầu thì như vậy có hai lựa chọn là chúng ta sử dụng cái thuốc giảm đau và cái à, bôi cái 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 bôi mát ở bên ngoài búi trĩ đó trước nếu mà nó giảm thì có thể thôi còn nếu không thì chúng ta có thể chỉ định cái phẫu thuật cho cái cái cái, cái việc điều trị trĩ ngoại. Vậy sau khi phẫu thuật cắt trĩ thì bệnh trĩ có tác phát không thưa bác sĩ? ああ。Uh chỉ có thể điều trị khỏi hẳn bằng nội khoa hay các phương pháp vật lý à, cho nên cái thủ thuật được xem phẫu thuật được xem là cái phương pháp cuối cùng chỉ định để điều trị à, các khi mà nội khoa nó không hiệu quả à, tuy nhiên sau cái chỉ định mổ phẫu thuật rồi cho trị nội độ 3, độ 4 hoặc chỉ có huyết khối hay chỉ vòng hay chỉ gây gây ra xuất huyết trầm trọng đó thì chúng ta phải có chỉ định à, tuy nhiên nó vẫn có thể xuất hiện trở lại sau vài tháng hoặc là lâu hơn hoặc là sau 3 năm, 5 năm như tôi vừa kể, nó vẫn có thể tái phát. Cuối cùng, xin bác sĩ hãy chia sẻ một số phương pháp để phòng ngừa bệnh trĩ. À. À, để phòng ngừa bệnh trĩ thì cái điều đầu tiên là chúng ta tập thói quen đi cầu mỗi ngày thật đều đặn. Tùy vào cái giờ của chúng ta tốt nhất là buổi sáng ngay sau thức dậy chúng ta tập cái thói quen đi cầu mỗi buổi sáng. Sau khi chúng ta uống một cái cốc nước ấm để có thể dễ dàng à, kế tiếp là chúng ta điều chỉnh cái thói quen ăn uống à, trách tránh các sử dụng nhiều các chất kích thích như là cà phê như là trà như là thuốc lá à, những cái thức ăn có nhiều gia vị như ớt như tiêu. À, đó là khi mà chúng ta đã có những cái dấu hiệu táo bón rồi thì chúng ta giảm bớt những cái đó à, chứ còn tiêu hay là ớt nó là một cái gia vị cũng giúp cho một số cái trường hợp mà chúng ta có thể à, ăn uống nó hấp thu được tốt hơn à, chú ý cái uống nước đầy đủ đầy đủ là bao nhiêu trung bình là 2 lít mỗi ngày cho mỗi người trưởng thành à, tuy nhiên đối với những trường hợp lao động nặng lao động ngoài nắng, nhiệt nhiều có thể tới 3 lít mỗi ngày để trừ vào cái lượng mà nước mất qua cái đường mồ hôi à, đối với một số trường hợp mà người ta kiêng sử dụng nước thí dụ như là à, trường hợp các bệnh lý thận thì cái nước uống vào đó người ta cân đông đàng hoàng đối với trường hợp bệnh thận này chỉ uống một lít đối với trường hợp khác một lít rưỡi thì chúng ta tuân thủ nhưng mà nếu chúng ta vẫn có táo bón thì chúng ta phải ăn nhiều trái cây chất xơ để giúp cho nó làm cho mềm phân để đi ra dễ dàng hơn à, phải có cái chế độ của tập luyện tập luyện dễ nhất là chúng ta đi bộ à, mỗi ngày ít nhất 30 phút nhưng mà tốt nhất là dành một tiếng đồng hồ. Ngoài ra nếu mà chúng ta có cái những cái tập luyện nào như là đạp xe, như là tập thể dục tại nhà, như là nhảy dây, như là đánh cầu lông, tất cả mọi phương pháp để cho giúp cơ thể vận động đều rất là tốt. À, và cái một một cái điều nữa chúng ta cũng không được quên là chúng ta không nên ngồi nhiều khi chúng ta ngồi có công việc phải làm ngồi liên tục thì một tiếng đồng hồ chúng ta nên đứng lên đi tới đi lui vận động thì cái đứng lên đi tới đi lui vận động này nó tránh nhiều bệnh lắm trong đó có cái bệnh của trĩ đó là giải quyết cái vấn đề của cuộc sống chúng ta ngồi lâu nó có thể thể cái bệnh văn phòng người ta hay nói đó là thoái hóa cuộc sống cổ thoái hóa cuộc sống thắt lưng thì như vậy cứ một giờ đồng hồ chúng ta phải đứng lên đi tới đi lui vận động ẹo qua ẹo lại để cho các cuộc sống của chúng ta nó được cái 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 chuyển dịch và nó hút các chất dịch nuôi dưỡng cũng như máu đến nhiều hơn à, và khi chúng ta có các bệnh nội khoa mạng tính như viêm phế quản như giãn phế quản như khí phế thủng thì chúng ta chú ý điều trị các bệnh này bởi vì đây là các bệnh mà nó ảnh hưởng đến cái đường của khí cái đường của khí thở của chúng ta và do vậy chứ cái sức rặn của chúng ta nó không có à, và một cái điểm nữa là chúng ta chú ý tập co thắt hậu môn của chúng ta À, đó là chúng ta thả lỏng cơ bắp toàn thân tập trung tinh thần về vùng bụng dưới hít vào từ từ phình bụng khép và ép chặt hai cái bên mông đùi chúng ta lại rồi cái thoát cái vùng hậu môn lại như khi mà cái chúng ta nhịn đi cầu vậy rồi sau đó nín thở giữ nguyên tư thế này trong vài giây rồi từ từ thở ra thả lỏng cơ vùng hậu môn và các bụng phận khác mỗi ngày tập hai ba lần tức là cái động tác là co thắt cái hậu môn. Để tập như vậy chúng ta lúc rảnh chúng ta lúc mà đúng đứng lên sau một tiếng đồng hồ ngồi nhiều đó thì chúng ta tập các cái động tác này co thắt cơ hậu môn và như vậy khi chúng ta vào à, đi cầu thì nó sẽ dễ dàng hơn cho cái việc mà à, đại tiện của chúng ta. Xin được cảm ơn Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bay hiện đang công tác tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật những thông tin hữu ích trong chuyên mục bàn tròn sức khỏe hôm nay. Chúng ta sẽ còn gặp lại bác sĩ Nguyễn Thị Bay trong những chương trình sau, quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Chương trình do kênh VUVFM 89MHz phối hợp cùng với công ty Xoan Vàng thực hiện. Còn bây giờ thì Nhã Minh và Tuấn Anh và biên tập viên Duy Phương cùng ekip thực hiện chương trình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình kỳ sau nhé.